xanh xanh thời gian, tạm biệt cánh hoa khi đang nhớ ai. Tôi luôn muốn trở lại tuổi thanh xuân, tôi vẫn nhớ chuyện buồn chuyện vui ngày xưa đã qua. Từng lời thầy cô vẫn luôn khắc ghi là đừng như số tháng qua. Ngày đầu mà đã xảy ra chuyện như vậy rồi, không biết học chung 35 sẽ ra sao nhỉ? Tao thì tao không thích cái kiểu cậy nhà giàu sao phát đạt như thế. Nó cũng thích tinh thần kiểu gì ấy, bạn bè cùng lớp. Đứng ai? Em có thể cho chị số điện thoại được không? Nope. À, được ạ. Em về đấy. Mày cho số mày thật đấy à? Không, tao cho số của mày đấy. Mày đùa tao à? Thôi tao trêu thôi, tao cho số linh tinh thôi. Kia thôi. Nhưng mà muộn nóng lắm rồi. Ăn lâu giờ. Thôi, tôi cố cách. Hay treo tường mình treo với nó đi. Chắc là vậy thôi. Còn giờ rất nhiều. Thầy đã tin tưởng khi chọn em vào lớp phó. Các em à, khi giao trách nhiệm cho một người ít trách nhiệm thì người ta sẽ có trách nhiệm hơn và người ta sẽ có trách nhiệm để thực hiện cái trách nhiệm đấy. Các em hiểu không? Vâng ạ. Cho chúng em về chỗ ngồi ạ. Nào, tôi không phải xuân diệu, tôi không thích vội vàng. Đấy.
Chúng ta học tiếp nha. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra một số kiến thức cũ nhá. Ai xung phong ạ? À? Bạn nào xung phong? Em ạ. Rồi mời Tuấn. Em với thầy nói về kiến thức văn học thì em đầy bụng ạ. Có thể rất khỏi hơn rồi đó. Tốt, sao bắt đầu từ đó? Sao bắt đầu từ đâu? Tôi cũng không biết nữa. Khi nào tay đâu? Tốt. Nhưng mà tôi có nghi hơn rồi. Được rồi, rất tốt. Bây giờ tôi sẽ hỏi thêm vài câu hỏi. Nếu mà cậu trả lời được, tôi sẽ cho cậu điểm 10. Dạ, thầy cứ hỏi đi ạ. Tác phẩm Giấy Mèn Thiêu Lý Cưới của ai? Có trả lời được không? Dạ, thầy tác phẩm này cũng lâu rồi nên em cũng không nhớ được hoài. Thì chốt lại là cậu có trả lời được không? Em cũng không nhớ rõ tác phẩm này. Đại khái chủ nhân của tác phẩm này là chủ nhân của bộ phim rất nổi tiếng ạ. Phim gì? Tên Thư Ký ạ. Em cũng không rõ về ông này, nhưng ông này lại rất mạnh về thể loại ký thế ạ. Tốt lắm. Tôi cũng biết một tác phẩm mà liên quan đến thể loại ký. Em đã đọc chưa? Tác phẩm gì vậy? Đầu bài Phiêu Lưu Ký. Ơi, mời em ngồi xuống. Cái gì biết thì hãy nói nhá, không biết thì đừng có làm liều. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới nhá. Rồi. Hết giờ rồi. Cảm ơn sự nhanh nhạy của bạn Tuấn nhá. Nhờ bạn Tuấn mà hôm nay chúng ta học kỹ năng mà chưa học được từ nào. Thế sau chúng ta lại học văn nhá. Rồi, mời các em nghỉ. Hello, được. Cháu chai nước ạ. Cháu xin. Ôi, tiền đâu nhỉ? Cho em đồng một hút nhé. Để tớ trả cho. Lát lên lớp tôi trả nhá. Cảm ơn. Lúc em để ví trong cặp xuống các tim mua nước lên kiểm tra mất luôn ạ. Thế giờ ra chơi ai ở lại đây? Không ạ, không ai ạ. Thế thầy, trong lớp lúc mọi người xuống hết thì còn mỗi bạn Trang trong lớp. Trang, đứng đây. Dạ, rồi em không lấy ạ. Chỉ có mày thôi, đã nhà nghèo còn đi ăn cắp nữa. Cậu bằng chứng gì mà bảo tôi lấy? Thưa thầy, dù biết ai lấy thì kiểm tra cặp thì biết ngay thôi ạ. Nào Trang, em không lấy em không phải sợ. Xin mời Tuấn kiểm tra cặp giúp thầy. Vâng. Đưa đây. Em kiểm tra kỹ chưa? Dạ thưa thầy, có cái này ạ. Cái gì vậy? Tiền viện phí 15 triệu. Sao có cái này trong túi em? Thưa thầy, mẹ em bị ốm phải nằm viện. Nhà em không có tiền đóng viện phí ạ. Nhà nghèo không có tiền nộp viện phí nên phải ăn cắp vặt đây mà. Đừng thấy người khác nghèo mà bình thường. Chả nó thì ai nữa. Thưa thầy, em không lấy tiền của bạn ạ.
Alo bố ạ. Vâng ạ. À, dạ vâng. Sáng học quên ví ở nhà thì chưa ăn gì hả con? Dạ vâng bố. Ôi giời ơi. Thôi, mọi chuyện đã rõ ràng rồi nhá, không có hiểu lầm gì đâu. Em. Dạ. Xin lỗi bạn đi. Xin lỗi. Được rồi, em đừng buồn nữa. Dạ, thưa thầy, em có ý kiến ạ. Em nghĩ mỗi bạn trong lớp chúng ta nên giúp đỡ bạn Trang một chút để bạn Trang lo cho mẹ. Chúng mình có một quán cà phê, nếu mà Trang muốn đi làm ấy, thì mình giới thiệu cho. Bên đấy thực sự có tiền trang trải cho giúp chúng mình. Cảm ơn Trang nhá. Anh cho em không đâu. Ồ. Sao này làm ăn gì? Em vẫn làm ăn. Em xin thế. Ôi em. Anh làm gì ạ? Anh bảo em ra. Nhân viên đang xin cái thế. Cho anh xin xin. Ui em sao ở đây cô em nhân viên xinh gái thế cho anh cầm tay cái. Có anh, tên ơi, anh ơi, đây là quán cà phê đấy, anh làm trò gì vậy? Ô mấy cái thằng danh con này chúng mày tuổi gì? Anh có muốn tôi gọi chủ quán lên đây không? Bây giờ chúng mày thế nào? Cho anh cầm tay cái. Thôi, anh bảo đây ạ. Bỏ tay em ra, anh định làm gì vậy? Cho anh cầm tay ra. Thôi được rồi. Thôi, ông chủ, anh ơi xin lỗi. Mày nhớ mặt bố vào đấy nhá. Đúng là cái đồ lưu manh. Ok. Bạn thích tớ không? Cậu bị sao không? Tớ không sao. Thì thầy thấy kiến thức văn học của lớp chúng ta hạ hỏng rất là nhiều. Chính tả thì sai bé sai bét. Câu văn thì lủng củng. Em quên mất cách viết văn của thầy như nào rồi đúng không? Rồi, tôi sẽ đọc một bài văn của một thành viên trong lớp cho các bạn nghe nhé. Một hôm, trời đẹp ơi là đẹp, mị được một cậu ấm họ Lý là phá ra con ông tá điển giàu có đeo cho một chiếc nhẫn kim cương vào tay và cuối cùng mị liền vui vẻ nhận lời và theo về làm vợ luôn. Lý thì
thời ấy, chả có dấu chấm dấu phẩy gì hết. Thế nhé. Từ đó Mị sống khổ lắm, như con trâu nuôi trong xó bếp, không ai thèm dòm ngó tới nữa. Mị đã tàn đời. Chưa hết đâu nhé, đoạn này mới choáng váng này. Vì bất bình với việc dụ dỗ con gái nhà lành, A Phủ đánh Bá Kiến bị Lý Cường bắt về gặt vợ, trói đứng không cho đi chơi mùa xuân. Bọn chúng thật là dã man. Em đọc đến đây thì bất bình lắm, thương cho anh A Phủ và hận con nhà Bá Kiến. Bài văn này của ai? Dạ, thưa cô, à nhầm, thưa thầy, bài của em ạ. Nhưng mà bài này từ xa xưa lắm rồi, lúc đấy em còn chưa đẻ ra thì làm sao mà em biết được ạ? À, thì ra là vậy. Thế em có biết chuyện Kiều của Nguyễn Du không? Dạ, nói về chuyện Kiều thì em lại cực kỳ am hiểu đấy ạ. Thế tại sao Từ Hải lấy Thúy Kiều làm vợ, Từ Hải giúp Thúy Kiều báo ân báo oán, mà Thúy Kiều lại không chung sống với Từ Hải mà đi lấy một tên du quân? Thưa thầy, Kiều bỏ đi là vì Kiều không chịu được hoàn cảnh sống chung với mẹ chồng. Nếu ngày ấy Từ Hải là người phán xử thì đã không phải chịu cảnh ngực chứa nước mắt ạ. Để rồi đem về lại đặt câu hỏi to vào đầu là thương nhớ ở ai? Thầy ạ, em nghĩ Kiều thấy ghét thì yêu thôi. Ai ngờ đẩy Từ Hải xuống vực thẳm vô hình, để rồi cả một đời ân oán nhỉ? Tuổi thanh xuân của Kiều chỉ có một, không dài dằng dặc như phim truyền hình đâu em. Học thì lười, chỉ cái lõi là hay thôi. Ngồi xuống đi. À, trời ơi! Đi đứng kiểu gì đấy hả? Tao xin lỗi, tao không cố ý. Ui, mày mới lại bao nhiêu tiền không? Tớ xin lỗi, để tớ đi sửa cho. Tớ xin lỗi. Đáng nhẹ là còn mù nữa. Đáng nhẹ là còn mù nữa. Tạm biệt hàng cây xanh xanh thời gian, tạm biệt cánh hoa khi đang nhớ ai. Tôi luôn muốn trở lại thanh xuân, tôi vẫn nhớ chuyện buồn chuyện vui.